Anh hai mẹ con cuốn xe của nhà tôi đi, tôi chán cô lắm rồi. Anh ơi, con nó còn nhỏ vậy, anh đuổi em biết đi đâu anh? Thịnh, mày đang làm cái gì vậy? Sao mày đuổi mẹ con nó ra đường hả? Mày không thấy con của mày nó còn đỏ hỏn kìa, có chuyện gì thì cũng từ từ nói chứ. Ba im đi, ba biết cái gì mà nói. Chuyện của vợ chồng tôi ba đừng xen vô. Ba ở đây thì ba yên phận đi. Mày quá đáng lắm rồi nha Thịnh. Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi anh. Con mình còn nhỏ như vậy nè, mấy năm qua em sống một lòng với anh, em lo cho cái gia đình này, em đâu nghĩ gì tới em đâu. Anh ơi, anh thương em, thương con. Chứ bây giờ anh đuổi em đi, em không có công việc, con nhỏ nữa, em lấy gì em sống anh? Đó là việc của cô, sống được hay không mặc xác cô. Biến anh ơi. Nè, cô có nghe chồng tôi nói gì không vậy? Sao mà da như đĩa vậy? Đã đuổi rồi không chịu đi nữa. Đúng là cái đồ không biết liêm sỉ mà. Rồi bây giờ sao? Có nghe vợ mới tôi nói không? Cút! Anh ơi, anh suy nghĩ đi anh. Anh ơi. Còn không mau cút nữa. Chanh! Anh ơi. Sao? Đi đi! Chi? Rồi giờ con đi đâu? Con không biết nữa mà. Đây nè, cái thẻ ngân hàng này con cầm đi, rồi hàng tháng á bà gửi tiền vô để phụ lo cho con của con. Bà ơi, con không lấy được đâu, bà đâu có nhiều tiền đâu mà không lấy tiền của ba. Con nghe lời ba, con cứ cầm đi, ba làm bên kho của thằng Thịnh, hàng tháng ba cũng không có xài gì đâu, mà con cứ lấy đi, khi nào khó khăn nó cũng có cái mà lo cho con của con. Dạ, con cảm ơn ba. Ba ơi, ba ở lại giữ gìn sức khỏe nha ba. Chị ơi, em giao đồ ăn. Dạ, đồ ăn của chị. Con ơn chị nha. Dạ, con nghe nè ba. Ừ, ba mới gửi tiền vào tài khoản của con đó. Con nhận được chưa? Dạ, con có thấy tin nhắn báo rồi. Nhưng mà con bận làm á, con không báo ba. Nhưng mà ba ơi, con giờ con cũng có công việc rồi, ba để dành tiền đó đi. Mà lỡ mày ốm đau còn có tiền xoay sở, ba cũng lớn tuổi rồi, ba đừng có lo cho con nữa. Không sao đâu, ba ở đây cũng sung sướng lắm. Thằng Thịnh nó lo hết cho ba rồi, ba cũng không có lo lắng gì đâu. Mà ba gửi tiền á cho cháu của ba. Chứ đâu có gửi tiền cho con đâu mà con lo. Con đừng có ngại nghe. Dạ, vậy con cảm ơn ba nhiều nha. Dạ, vậy thôi nha ba, con đang làm á. Chào ông nội. Cháu của ông. Ba, lâu rồi á con mới dẫn bé về thăm ba, nhưng mà sao ba ra nông nổi này? Con tưởng á ba đang sống với anh Thịnh rất là sung túc chứ. Bộ có chuyện gì hả ba? Chuyện là... Trời ơi, mất 50 triệu trong tủ rồi. Ông lấy tiền của tôi đúng không? Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Tiền gì mất? Ai lấy tiền của cô hả? Trong nhà này có ba người à, ông không lấy thì ai lấy? Mà nè, tôi biết là ông hay lén lấy tiền cho mẹ con Chi. Ông lấy tiền của tôi cho mẹ con nó đúng không? Mất dạy hả?
Tao nói cho mày biết, tao từng tuổi này rồi, tao không có làm trò dơ bẩn như vậy đâu nha chưa. Đừng có vu khống cho tao. Nè, hôm nay ông dám đánh tôi luôn hả? Anh Thịnh, anh thấy chưa? Anh giải quyết ba anh đi. Ba, sao ba đánh vợ tôi vậy? Nó mất dạy mày không thấy hả? Thôi ngày mai ba về quê đi, tôi không nuôi ba nữa đâu. Ba tự kiếm việc làm đi. Mày, bữa nay mày dám đuổi tao luôn hả? Tôi không có đuổi. Cái này là ba thấy ba ở không được thì ba tự đi nha. Được rồi, mày đã như vậy á thì tao coi như là không có đứa con giống như mày. Có sao mày? Ba sống cực khổ như vậy á, sao ba không nói với con? Ba coi cái áo của ba kìa, mặt còn không lành lặn nữa. Cơm á thì ăn cơm không, vậy mà hàng tháng mà còn gửi tiền cho con lo cho cháu nữa. Con có nghĩ là anh Thịnh á lo cho ba sung túc, đâu có ngờ như vậy đâu. Ba không nói cho con biết á, tại vì ba sợ con lại lo lắng cho ba. Với lại còn cháu nội của ba nữa, ba cũng phải có trách nhiệm để lo cho nó chứ. Cho dù á ba có cực khổ thế nào đi nữa thì ba cũng vui mà. Con mang ơn ba lắm, ba lúc nào cũng thương hai mẹ con hết. Ba ơi, ba cho con xin phép, con về đây, con lo cho ba tuổi già nha ba. Đâu có được, rồi con còn công việc, rồi còn phải lo cho con của con nữa mà. Ba yên tâm nha, bây giờ con thành công rồi, công ty của con đang phát triển rất là tốt, con điều hành từ xa được. Với lại á, ba cho con cơ hội để con bù đắp lại những ngày khổ sở của ba nha ba. Ông nội ơi, hay là ông nội cho mẹ với con ở với ông nội nha. Cháu nội của ông ngoan lắm, ông sẽ ở với con. Yeah. Em về rồi hả? Anh tới đây làm cái gì? Anh bị qua báo, công ty anh phá sản, cô ta bỏ anh đi. Bây giờ anh trắng tay rồi. Thì sao? Anh nói với tôi chuyện đó để làm gì? Anh nghe nói lúc này em rất là thành công, em còn về nhà em chăm sóc ba anh nữa, chứng tỏ là em còn yêu anh đúng không? Em muốn con mình cũng có cha mà đúng không? Em bỏ qua cho anh đi. Anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em, gia đình mình sẽ đoàn tụ. Em năn nỉ em thôi, tha thứ cho anh đi em. Anh hối hận lắm rồi, cho anh cơ hội đi mà. Mày đứng lên đi. Mất hiếu, mày còn vác cái bản mặt lên đây làm gì? Để xin nó tha thứ hả? Có bao giờ mày quan tâm tới vợ con mày nó sống chết ra sao không hả? Mày đuổi cha mày ra khỏi nhà, mày là thằng bất hiếu, mày bỏ con mày khi mà nó còn đỏ hỏn à. Mày là kẻ bất nhân, vợ của mày là người đồng cam cộng khổ với mày. Đến khi mày thành công rồi á thì mày đuổi người ta đi. Mày là một thằng bất nghĩa, một kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như mày á, ông trời trừng phạt mày là đúng rồi. Bây giờ mày tới đây để làm gì? Để làm khổ con dâu tao nữa hả? Tao không cần một đứa con trai giống như mày. Tao chỉ cần có con dâu Thảo, cháu ngoan của tao là đủ rồi. Bây giờ á, mày cút đi khỏi đây đi. Mời bà. Đi. Xin lỗi bà. Đi vô con. Em ơi, tha lỗi cho anh đi em. Ba. Em ơi. Ba ơi ba. Sao nhà cửa tan quát vậy ta? Ba ơi, ba về rồi hả ba? Ba ơi. Tôi không muốn làm hại cô đâu, tôi chỉ đang cần tiền gấp thôi, cô đừng có chống đối nha. Tôi khó thở, tôi đi đâu ta? Tôi không biết gì, tôi không biết gì nha. Anh ơi, cứu tôi với. Không được đâu. Thank you.
để tôi đưa cô đi bệnh viện. Cô á đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may là người nhà đưa tới sớm nè, chứ không là đã nguy hiểm lắm á. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh đã không sợ liên lụy mà cứu tôi nha. Thật ra tôi không phải người xấu đâu. Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể nào thấy người sắp chết mà không cứu được. Anh có khúc mắc gì thì cứ nói với tôi, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Thật ra tôi đang cần tiền gấp lắm. Để... Con gái, ba, con sao rồi? Dạ không, con không có sao hết á. Bác sĩ nói con ổn rồi. Ba nghe tin đó, là ba đi về liền á. Ba rất là hối hận khi đi công tác mà để con ở nhà có một mình. Bác sĩ đã nói không sao rồi mà ba. Với lại cũng may á, là có anh này ở đó, anh đưa con đi bệnh viện đó ba. Dạ, dạ đúng rồi đó bác. Con tôi đã xem camera rồi. Tại vì cậu đột nhập vô nhà của tôi nên bệnh tim của con gái của tôi mới tái phát. Không phải đâu ba, là do lúc đó con lên cơn đau tim, trùng hợp là anh này anh ở đó thôi. Con gái à, con đừng có thánh thiện như vậy. Tại vì nó đã làm cho con hoảng loạn nên con mới bị lên cơn đau tim đó mà. Không có mà, anh không có ý hại con đâu. Với lại anh ta mạo hiểm cõng con tới đây mà. Đúng rồi bác, con thực ra con không muốn hại cô ấy đâu. Tại vì con cần tiền gấp, con mới phải đột nhập vô nhà. Cô im đi. Ăn trộm là ăn trộm, không có lý do gì khác. Đây là kẻ ăn trộm đã đột nhập vào nhà của tôi đó. Mời anh theo tôi về phường. Ba tha cho ảnh lần này đi ba. Có tội thì cứ để pháp luật trừng trị con à. Ba ơi bác. Cô, hôm nay để con ủng hộ cô, cho cô về sớm nha. Con ngày nào cũng qua ủng hộ cô hết á. Dạ, con là bạn của Thịnh mà. Con làm vậy cô ngại lắm. Thôi, cô nghĩ đi, không có sao đâu mà. Nha, con về nha cô. Cô ơi, cô có sao không vậy cô? Tôi bị suy thận giai đoạn cuối nên lâu lâu nó đau ngang vậy đó con. Dạ. Vậy cô uống miếng nước cho đỡ nha cô. Cảm ơn cô nha. Dạ, để con phụ gánh cho cô về nhà nha. Cô là người dân mà cô còn tốt với tôi như vậy. Còn thằng con trai của tôi, mấy bữa nay nó đi đâu mất tiêu, nó để một mình tôi tự lo. Bình thường ảnh có hay phụ giúp cô không? Bình thường nó cũng có hiếu với tôi lắm. Nó thấy tôi bệnh như vậy cần tiền phẫu thuật, nó làm ngày làm đêm để nó lo tiền cho tôi. Nhưng mà mấy bữa nay nó đi đâu mất tiêu, tôi không muốn biết gì nó hết. Hay là nó thấy tôi như vậy nó mệt mỏi quá, nó bỏ đi luôn rồi cô ơi. Dạ, chắc không có đâu cô. Chắc là ảnh đi làm xa kiếm tiền để lo cho cô đó. Chứ ảnh có hiếu với cô vậy mà. Thôi cô đừng có lo nha. Hy vọng là như vậy. Dạ, thôi để con gánh phụ cô về nhà nha. Con thấy cô mệt quá, ngồi ở đây trời nắng vậy không có ổn đâu. Nha. Cô mang đồ ăn qua cho cô nè. Con ngày nào cũng mang đồ qua cho cô. Cô ngại lắm, cô làm phiền con nhiều quá à. Dạ đâu có gì đâu cô.
con cũng hay đi giúp người thiện nguyện mà. Nè, cô ăn đi cho nóng nha. Mà cô nè, con có ý này. Con mất mẹ từ nhỏ, cho nên con thiếu thốn tình cảm lắm. Con thấy cô giống như là mẹ của con vậy đó. Cô có thể cho phép con xem cô như là mẹ nuôi của con không? Vậy là may mắn cho cô quá. Cô không có cái gì hết mà con còn thương cô như vậy. Bây giờ con còn muốn làm con nuôi của cô nữa. Cô hạnh phúc lắm. Vậy thì từ bây giờ mẹ hãy vui lên nha. Đừng có lo lắng nữa. Giá mà thằng Thịnh nó có ở đây, nó thấy mẹ có cái cảnh này á, chắc nó vui lắm á. Mà bây giờ không biết nó sống chết ra nè, sao được. Cô, Thịnh nó gửi thư với đồ về cho cô nè. Ui, con đọc thư cho mẹ nghe thôi. Dạ. Mẹ ơi, con đang đi làm. Mấy nay con không gọi điện được về cho mẹ là tại vì đặc thù công việc của con, người ta không có cho xài điện thoại, chỉ có thể viết thư thôi. Con viết cho mẹ vài dòng để mẹ yên tâm. Mẹ đừng có lo cho con. Con gửi tiền tháng này về cho mẹ. Con ráng đi làm vài tháng nữa, kiếm đủ tiền mổ thận rồi con sẽ về. Con thương mẹ nhiều lắm. Đó, mẹ thấy chưa? Con nói rồi mà. Mẹ đừng có lo nữa nha, mẹ phải vui lên. Mẹ vui lắm đó. Bây giờ mẹ yên tâm lắm rồi. Mẹ nói rồi, thằng Thịnh nó có hiếu lắm. Dạ. Mà mẹ nè, con có một số tiền để dành, để con đưa cho mẹ trước, mẹ đi mổ thận nha. Không. Mẹ không có nhận tiền con được đâu. Con lo cho mẹ, con giúp mẹ như vậy á là mẹ thấy mẹ an ủi lắm rồi, mẹ không có dám nhận tiền của con nữa đâu. Không có sao đâu mẹ. Thì khi nào anh Thịnh về con lấy lại sau cũng được mà. Coi như là con cho mẹ mượn thôi. Ừ, em nói đúng đó cô. Thịnh giờ á có công ăn việc làm ổn định rồi. Cô mổ sớm á thì tốt, chứ để mà bệnh tình lâu ngày nguy hiểm lắm cô. Ừ thì quyết định như vậy đi nha. Ừ, quyết định vậy nha cô. Bác sĩ nói á, mẹ mới mổ xong, dặn con là phải thường xuyên đẩy mẹ ra đây để hít thở không khí trong lành đó. Nhờ có con chăm sóc mẹ mấy bữa nay á, mẹ đỡ nhiều lắm rồi. Mẹ con với nhau không à, mẹ đừng khách sáo nha. Gì? Mẹ con hả? Trời ơi bà Lệ ơi, bà không biết chứ nhỏ này á, nguyên một xóm đều biết hết rồi. Nó đẩy con bà vô tù á chứ ai. Mẹ với con. Trời, cái đồ giả tạo. Chuyện này là sao? Thật ra như thế nào hả? Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích nè. Đúng là anh Thịnh anh có đi tù, nhưng mà không phải hoàn toàn là lỗi của con đâu mẹ. Con buông tôi ra. Con người cô đừng có giả tạo. Cô trả con tôi lại cho tôi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà mẹ. Con đi đi. Con xin lỗi mẹ mà. Mẹ. Con về rồi nè mẹ. Sao người ta nói con bị đi tù mà. Dạ chuyện là vậy nè. Ba ơi. Con tôi ơi. Tại vì cậu đột nhập vô nhà của tôi nên bệnh tim của con gái của tôi mới tái phát. Má ơi. Vì con chưa cấu thành tội cho nên chỉ bị cải tạo vài tháng. Bác đây đã tìm luật sư giỏi nhất giúp cho con đó mẹ. Tôi sống rất là rõ ràng. Chuyện nào ra chuyện đó. Thằng Thịnh á, nó phạm tội thì pháp luật trừng trị nó. Còn nó có ơn thì tôi trả ơn cho nó. Nhờ nó mà con tôi đã thoát chết. Tôi đã để sẵn một công việc trong công ty, chờ nó cải tạo xong cho nó về nó làm để có tiền phụ giúp với gia đình. Tôi đổi hơn không nhiều lắm. Cô, cảm ơn con. Cô xin lỗi con. Cô đã hiểu lầm con. Phải là mẹ chứ, con không có trách mẹ đâu. Em, đêm hôm khuya khắc
em thấy đồ đi đâu vậy? Đi ra khỏi cái nhà này chứ đi đâu? Là sao? Tôi chán chịu đựng cái sự nghèo nàn này lắm rồi. Tôi phải đi kiếm người có thể lo cho tôi, lo cho gia đình của tôi. Em nói cái gì kỳ vậy em? Em nói gì mà em nghe được hả? Em là vợ anh mà. Em phải cho anh thời gian chứ. Cho anh xin một chút thời gian đó thôi. Anh sẽ cố gắng anh lo cho em đầy đủ. Thôi anh đừng có nói nữa. Anh nói nhiều tôi nghe tôi mệt lắm rồi. Tôi nói với anh sao? Tôi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Thứ tôi cần là tiền chứ không phải là lời nói. Anh có hiểu không? Làm vợ anh á, tôi thiếu thốn đủ bề. Anh làm khổ tôi nhiều rồi. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Em suy nghĩ lại đi em. Em lựa chọn vậy là sự quyết định đúng đắn đó. Anh xe đi. Vô em, vô đây. Sao anh đưa em vô khách sạn? Sao không đưa em về nhà? Về nhà chứ em. Từ giờ em phải ở đây tiếp khách. Chị biết chưa? Là sao anh? Là sao? Đồ bay. Mấy người này là ai vậy? Anh tính làm gì tôi? Làm gì cô? Cô tưởng dễ lấy tiền của tôi lắm hả? Rồi tiền tôi đưa cho cô gửi về quê là miễn phí sao? Từ giờ á thì ngoan ngoãn ở đây á, tiếp khách, chừng nợ dần cho anh nha cưng. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Vậy á thì mới xứng đáng với cưng chứ. Tiền của anh ơi, hàng sạch á, ngon, mình thích lắm. Lần sau có, nghe giới thiệu cho mình đó nha. Nói gì nữa, chơi vui vẻ nha mấy chú. Cảm ơn bạn. Anh làm gì tôi vậy? Tránh ra coi. Con khốn này, dám giấu lối đó hả? Tránh ra. Chúc mừng cậu đã trúng thầu dự án triệu đô. Giỏi lắm. Dạ cảm ơn anh, cái anh nhường em thôi, chứ em có tài cán gì đâu. Đúng là tuổi trẻ tài cao, những người lớn tuổi như tôi á còn phải cúi đầu ngưỡng mộ đó. Anh đừng nói quá vậy, em thật sự còn phải học hỏi nhiều. Em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Mà anh cũng rộng lượng thiệt, em trúng thầu mà anh chúc mừng em trân trọng. Tính của tôi á thì rất quý người tài, thêm bạn bớt thù mà. Nè, chúc mừng, tôi mời cậu một ly. Mời. Sao cho thất quýnh quản vô. Khách hàng của tao cần cái clip đó. Mày mà làm không xong tao ra nát cái mặt của mày. Được rồi, tôi sẽ làm mà. Bỏ tay ra đi đâu á. Hiểu không? Anh Thịnh, dậy đi. Anh Thịnh, dậy. Dạ. Em. Tại sao em ở đây? Tôi làm gái bao. Ông Hiệp bút tôi vô đây. Tại sao em ra nông nổi này? Anh thấy tôi như vậy, anh vui lắm đúng không? Sao mà anh vui được? Anh lúc nào cũng muốn thấy em hạnh phúc, sung sướng mà. Tôi bị như vậy là do quả báo của tôi. Tụi nó dụ tôi vô đây làm gái. Tôi tự lo cho mình được. Anh không cần thương hại tôi đâu.
Chưa bao giờ anh thương hại em hết. Anh lúc nào cũng thương em. Quyên, bây giờ anh thành công rồi, em về với anh nha. Không, anh sẽ không chấp nhận một người vợ làm gái như tôi đâu. Tôi tự lo cho mình được. Quyên, anh bị tụi nó gài rồi đó. Tại sao em giúp anh? Không còn tình thì cũng còn nghĩa. Chỉ là tôi không muốn thấy anh bị lừa thôi. Tôi đi đây. Anh tự lo cho mình đi. Quyên, về với anh đi Quyên. Điếm này, dám phá vỡ kế hoạch của tao. Mày biết khách hàng trả tao bao nhiêu tiền không? Hả? Tôi không thể nào hại người khác được đâu. Không thể nào hại người. Tao đã cảnh báo rồi, mày không nghe. Để tao rạch nát cái mặt của mày nè. Anh ơi, anh gian anh mà, anh tha cho em đi anh. Tha cho mày hả? Mày đáng bị trừng trị như vậy. Chó, dám xen vào chuyện của tao. Khoan, cầm tiền rồi biến. Từ giờ cô ấy không còn nợ nần gì mày nữa. Dám lên mặt với tao. Tao báo công an rồi. Chắc cũng sắp tới. Khôn thì biến, còn không thì mày sẽ bị bắt vì tội môi giới mại dâm. Mày được lắm. Coi chừng tao á. Em có sao không? Sao anh biết em ở đây? Đừng đánh tôi mà. Cô gái ngày hôm qua mấy người gọi tới đang ở đâu? Hả? Về với anh đi. Anh sẽ lo cho em mà. Em không có xứng đáng với anh đâu. Anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em. Quá khứ của em nó nhơ nhớp quá. Lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua hết. Anh tha thứ cho em. Về với anh nha.